dấu ân thấm lướt qua nơi này. Vì ai, vì ai? Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi đó sáng sớm ngày đầu mà thương tình thì em bước sang ngang mà chưa hiểu sao thì như phản đồ. Và giờ anh khóc thì cũng chẳng thể làm gì. Đâu phải cho anh chuyện tình mình mà là vì em đã trao ai xong thì chẳng để có gì. Nhưng em đang phải mau theo đó hôm trước kia chưa về. Nhanh hương tình thơm thêm câu thề. Anh ước rằng một mai anh đến.